Thưa quý vị, rối loạn cương dương là tình trạng nam giới không có khả năng đạt được và duy trì độ cương cứng của dương vật để tiến hành một cuộc giao hợp trọn vẹn, đang là nỗi bận tâm của rất nhiều các đấng mày râu. Chính vì sự khó nói, ngại nói đó mà các chàng tự chống chọi lại bằng việc sử dụng thuốc kích dục cấp tốc. Liệu điều này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video lần này. Tình dục là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn có một đời sống tình dục viên mãn và thăng hoa. Rất nhiều người gặp phải một số trục trặc trong chuyện ấy. Nam giới thì chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, còn nữ giới thì lãnh cảm. Một số người có đời sống tình dục bình thường nhưng lại muốn thử cảm giác lạ, muốn cuộc yêu thăng hoa hơn nữa. Và đó là lý do họ tìm đến thuốc kích dục. Có cầu ắt có cung, thị trường thuốc kích dục nước ta hiện nay rất hỗn loạn. Thuốc kích dục được bán tràn lan ở các bến xe, các tuyến đường nội thành, thậm chí giao bán nhan nhản trên Internet. Thuốc kích dục có rất nhiều chủng loại, từ dạng thuốc, dạng nước, dạng xịt đến dạng sinh vụ. Người bán luôn quảng cáo sản phẩm với những lời lẽ có cánh nhất như giúp kéo dài cuộc yêu, thể hiện bản lĩnh đàn ông một cách mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc kích dục trên thị trường nước ta hiện nay đa phần đều không rõ nguồn gốc hoặc xuất xứ từ Trung Quốc. Nhiều người đã lâm vào tình trạng dở khóc dở cười khi sử dụng nó. Đã có rất nhiều người tùy tiện sử dụng thuốc kích dục mà không biết rằng loại thuốc này tiềm ẩn rất nhiều mối họa. Tiến sĩ bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, chuyên gia trung tâm Nam học và hiếm muộn Việt Bỉ cho biết, các chất kích dục tác dụng vào cơ thể chúng ta qua cơ chế thần kinh thể dịch. Nó được cơ thể hấp thu đi vào máu tới bộ não và hệ thống sinh dục, khiến cho người sử dụng tăng ham muốn. Thuốc kích dục nếu sử dụng với liều lượng phù hợp thì sẽ mang lại hiệu quả. Nhưng nếu dùng quá liều hoặc dùng phải các sản phẩm giả, bán trôi nổi thì có thể dẫn tới các hậu quả như tổn thương cơ quan sinh dục, rối loạn cương dương. Trong một số loại chất kích dục có chứa thành phần cantharidin rất nguy hiểm. Đây là một loại chất hóa học độc hại được tìm thấy ở nhiều thành viên của họ bọ cánh cứng. Năm 1810, Pierre Robiquet, một nhà hóa học Pháp sống tại Paris, là người đầu tiên phân lập cantharidin từ ruồi Tây Ban Nha. Ông đã chứng minh rằng cantharidin làm nên độ cứng cho lớp phủ của các quả trứng côn trùng. Ông khẳng định cantharidin là chất cực kỳ độc. Độ độc của chất này tương đương với mức độ độc nhất được biết đến trong thế kỷ 19. Cantharidin là một chất rắn không mùi và không màu, được tiết ra bởi bọ cánh cứng đực và truyền cho con cái trong mùa giao phối. Sau đó, bọ cánh cứng cái sẽ bọc trứng bằng chất này như một lớp vỏ bảo vệ chống lại kẻ thù. Cơ chế sinh tổng hợp là không rõ. Trong ứng dụng y học, cantharidin được sử dụng chủ yếu để trị bệnh hột cơm, vì các hiệu ứng bất lợi mà chất này nằm trong một danh sách các chất độc lưu ý của các bác sĩ da liễu và nhân viên cấp cứu. Sử dụng các sản phẩm chứa cantharidin sẽ gây kích thích bàng quang, mót tiểu, đặc biệt gây kích thích ở niệu đạo, làm cương cứng dương vật, gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa và tiết niệu, có thể gây tổn thương thận vĩnh viễn. Các triệu chứng ngộ độc cantharidin bao gồm đau bụng, đái ra máu. Nếu con người dùng cantharidin với liều lượng là 10mg thì có nguy cơ tử vong. Bên cạnh đó, theo thông tin của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Bá Nha trả lời trên báo chí, những tác hại của thuốc kích dục, đặc biệt là thuốc kích dục nam, vô cùng nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến trụy tim mạch ngay trong khi quan hệ, nhẹ hơn thì đau đầu dữ dội, hoa mắt, chóng mặt và cực kỳ mệt mỏi. Thường xuyên lạm dụng, sử dụng thuốc kích dục nam sẽ dẫn đến lệ thuộc thuốc và suy giảm chất lượng tinh trùng. Một số loại chất kích dục có chứa chất cực độc khi uống sẽ gây ra kích thích bàng quang và luôn luôn làm móp tiểu. Nó gây ra kích thích ở niệu đạo, làm cương cứng dương vật. Tuy nhiên, dùng nhiều nó sẽ dần dần mất cảm giác ở dương vật và dẫn đến liệt dương. Còn loại thuốc kích dục chứa gốc ankylosin nitrit, đây là thuốc giãn mạch máu, làm tăng cường máu đến dương vật, gây cương cứng. Đồng thời, nó cũng làm giãn luôn cả mạch vành. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây khó thở, tim đập nhanh, dần dần sẽ dẫn tới suy tim và suy mạch vành. Tác hại chung của chất kích dục là làm yếu sinh lý, dương vật mất cảm giác và gây vô sinh, đặc biệt là làm cho các bệnh về tim mạch ngày càng trở nên trầm trọng. Để điều trị rối loạn cương dương, yếu sinh lý hiệu quả nhất, các bạn có thể liên hệ ngay số hotline tư vấn miễn phí dưới đây hoặc đến trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc để được kết hợp với điều trị tâm lý và phục hồi sức khỏe lâu dài. Bên cạnh đó, dựa trên bài thuốc quý của vua mèo người Thái Đen Tây Bắc bằng dây chuyền tinh chế hiện đại, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã tạo nên sản phẩm Mãnh Lực Trường Xuân 100% từ thảo dược thiên nhiên, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương. Thuốc được bào chế dạng viên,
đóng chai, dễ dàng mang theo và tiện lợi cho sử dụng. Liên hệ ngay để mua sản phẩm. Những kiến thức về sinh lý tình dục luôn luôn là những bài học vô cùng bổ ích. Mong rằng những kiến thức chúng tôi vừa tổng hợp sẽ giúp các bạn có thể duy trì tốt cho sức khỏe của mình. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh của chúng tôi để có thêm những kiến thức bảo vệ sức khỏe cho mình như vậy nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.